Nhìn thấy Chào chưa? bà con và các bạn nha. Hôm nay mình đi vườn các bạn, mình tình cờ thấy một con gắn lục đuôi đỏ này các bạn. Nó Đây đang quấn trên đang cái quấn đây cây các nè. bạn. Ủa cái đầu nó bự nè. Bạn thấy không, nó nằm nó quấn trên cây nè, nó rất là to các bạn ơi. Thấy không? Con này phải là 7-8 lạng á. Con này mà nếu mà mình sơ sẩy là bị nó cắn cũng nguy hiểm đến tính mạng các bạn. Thì mình cũng Này có lời con khuyên lục đỏ này là các bạn nghe không? nếu Đây. không có gì cần thiết thì mình nên dọn phát quang bụi rậm đâu các Đây. bạn, để cho nó không còn nơi trú ẩn á. Chứ nó rất thích mấy chỗ mà rậm rạp yên tĩnh là nó ở Ghê đó. không? Đặc tính con rắn này là nó Quá không bự luôn. có chạy, không có bò nhanh các bạn, nó lư đư lư đư vậy. Nó tấn công mình rồi nó nằm ở đó luôn chứ nó cũng không đi nha các bạn. Thấy rất là sợ luôn. Thì mình cũng xem trên mạng với bài thuốc nhân gian truyền miệng là cũng có bài thuốc mà để sơ cứu gắn lục đuôi đỏ này cắn là rất hiệu quả đó các bạn. Thì hôm nay mình cũng xin chia sẻ lên cho các bạn biết thêm, đó là hột chanh đó các bạn. Hột chanh tươi hoặc hột chanh khô, mình lấy hạt đó, mình giã nát ra rồi mình chế nước vô cho người bị rắn cắn uống nha các bạn. Đó là cách sơ cứu đầu tiên. Rồi trong khi uống xong thì mình phải đưa nạn nhân đi đến những trạm y tế hoặc là những chỗ mà đặc trị gì rắn cắn nhanh nhất có thể nha các bạn. Cái này là mà hạt chanh chỉ là sơ cứu thôi chứ không phải là thuốc trị nó hết nha các bạn. Các bạn phải nhớ kỹ giùm mình Bác nha. biết Nhưng mà ủa mình nó có cho uống hạt chanh rồi là rất là hiệu không quả, tất nhiên là điều trị rất là hiệu quả các bạn, không có nằm lâu, bệnh nhân mau hồi phục đó các bạn. Và khi mình lỡ bị rắn cắn rồi thì mình phải bình tĩnh để cho tim đập mạnh thì máu nó sẽ lưu thông, độc nó sẽ đưa về tim nhanh hơn nha các bạn. Các bạn nhớ một điều đó, những đó là mình thật là bình tĩnh. Con này nó rất là lừ 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 lù cù, nó nằm một chỗ vậy các bạn. Nhiều người bị cắn rồi á, là sau này kể lại là bị cắn rồi á, biết gác gác cái chỗ vết thương quay lại thì thấy nó nằm vậy mới biết nó cắn nha các bạn, nó không chạy, rất là đáng sợ. Thì mình cũng chia sẻ lên cho rộng rãi cho các bạn, cũng đều chia sẻ lên ai cũng đều biết nha các bạn. rồi mình sẽ làm hình ảnh minh họa cho các bạn thấy nha. Mình dùng quả chanh này nha các bạn, mình lấy hạt ha. Nói chung cái chanh giấy này nó ít hạt hơn cái chanh núm với chanh bông tím luôn các bạn. Cái mình cứ lấy hạt trên này nó ít hạt hơn các bạn. Nhưng mà 20 gram nó cũng không quá nhiều các bạn, mình cũng có thể kiếm được, nó cũng dễ kiếm. Cái chanh này thì ở nước mình thì dễ, ai cũng tầm một cây, dùng dùng trái cũng dùng lá. Nhưng nếu các bạn muốn lấy hột nhiều quá thì đừng có lựa chanh chín nữa các bạn, chanh còn sống thì hột nó nhiều hơn.
Giờ mình lấy 20 gram tươi và khô. Mình đâm xong rồi mình cho ít nước thôi. Thì cho nạn nhân uống. Nhưng mà cái này là vẫn trị được, vẫn cho uống được những em nhỏ nha các bạn. Từ 1 tuổi tới lên. Từ 1 tuổi tới lên là vẫn cho uống được, nhưng mà mình gia giảm điều lượng lại các bạn. Đó, uống xong rồi mình lấy cái xác của hột chanh này nè, mình đắp với vết thương luôn các bạn. Cái này là chỉ đắp với vết thương là chỉ cho của cái rắn lục đuôi đỏ thôi nha các bạn, còn các rắn khác là mình không nên nha. Mình cũng nói rõ cho các bạn hiểu vì cái này là mình chia sẻ là nó liên quan tới tính mạng chứ không phải mình nói chơi được nha các bạn. Các bạn nếu mà xem được video này, chia sẻ rộng rãi ra cho mọi người để mọi người ta biết phòng tránh, chứ mình đâu có biết đâu các bạn. Nhiều khi đụng chuyện rồi mình không có biết, xong chuyện rồi mình mới biết thì nó muộn hết rồi các bạn. Rồi các bạn cứ làm như mình ha. Mình chỉ làm cho các bạn xem cách làm thôi nha các bạn. Nhớ mình người nạn nhân là phải bình tĩnh rồi để mình chắc nước. Cuối cùng mình cũng được như đây các bạn. Những chuyện đơn giản gì mà mình không rành là không biết nha các bạn. Rồi mình đâm cho nhuyễn nha các bạn. Mình đậu cái hột chanh này nó rất là đắng đó các bạn, nên nó tị được cái nọc rắn, cái chất đắng trong hột chanh này các bạn, nó rất là đắng. Rồi như vậy là mình cũng làm cho các bạn xem, thực tập cho các bạn xem vậy ha. Rồi các bạn nếu mà xem được clip thì chia sẻ rộng rãi nữa các bạn, mà nếu mà hay thì cho mình xin một like nha các bạn. Rồi, xin tạm biệt tất cả các bạn nha.